Quý khán thân mến, hôm nay Vượng Mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình một lô mai cúc thọ hương cực kỳ đẹp luôn. Hàng này thọ hương 3 mùa chơi Tết. Đây, cả nhà nhìn thấy bộ đế của nó nè. Đó, trời ơi, đế rất là đẹp luôn. Rồi, vàng nút nụ ha, có xử lý nụ luôn nha. Đây, cúc thọ hương. Rồi, cây nè cả nhà ơi, đó, cành cốt cứng khừ luôn. Đó, cả nhà xem nè. Rồi, cây có trung bình chiều cao từ 40 cho đến là 55cm cả nhà ơi. Tàn tán thì nó ok lắm nha. Cốt nè, đó, cái cốt của nó là cỡ như mấy ngón tay em ha. Liền cốt, liền cốt luôn rồi cả nhà ơi. Đây, liền cốt nè. Trời ơi, cỡ như mấy ngón tay em ướm vào ha. Lò xo các kiểu rất là đẹp. Rồi xuống từ từ đi em. Rồi hàng này á cả nhà ơi, là mình về mình sưu tầm mình trồng đất cũng được ha. Nó có sự xử lý nút nụ rồi, nên thành ra là có nụ cho mình chơi Tết luôn. Đó. Rồi, có cây thì cũng 40cm mà tròn ủm như vậy nè cả nhà. Rồi đây chính là dòng cúc thọ hương ha. Và cái lô này nó già mùa, em được khoảng 3 mùa nha cả nhà ơi. 3 mùa. Hàng này mình chơi Tết rồi ok rồi. Đó. Rồi cây như thế này là 200.000 một cây ha. 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 cây thì em sẽ tặng cho quý khách là một cây. Cả nhà có thể sưu tầm về mình trồng một loạt. Đắp mô mình trồng, mình trồng chậu gì cũng rất là ok đó cả nhà. Đây đây đây, sắp cho em 4 cây, sắp cho em 4 cây nè. Đây. Cứ 4 cây như thế này là em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha, 200.000 một cây, 4 cây bao phí. Nếu cả nhà mình lấy 2 cây thì 450 nha cả nhà. Lấy 2 cây thì 450 em bao phí ha. Đó, giá 2 cây thì 450. Rồi quý khách ơi, liên hệ trực tiếp số điện thoại của Huỳnh nha, 0949234525. Đó, củ đế thì coi như là mỗi cây, mỗi rễ, mỗi kiểu luôn cả nhà ơi. Đó, đây. Rồi quý khách, hãy liền cốt 100% ha. Thì nó cũng chạm cỡ như mấy ngón tay em là hoành khoảng hoành 5, hoành 5 rưỡi, hoành 6 đó, khoảng tầm đó. Rồi, nút nụ đây cả nhà. Đó, hàng này là được cái là đôn xuống cái tàn nó tương đối nha. Đó, nút nụ nè, cái tàn của nó tròn tương đối ha. Để hai cái găng tay của anh lên giùm em đi. Đây quý khách ơi, đó, có cây thì hai găng tay, có cây thì hơn hai găng tay ha. Này cả nhà, nhưng mà được cái là cái tàn này bây giờ nó tròn, đó, nó tròn. Rồi đây chính là cúc thọ hương luôn cả nhà ơi. Số lượng em Quỳnh có là khoảng 1000 cây nha cả nhà. Rồi em giới thiệu tiếp với quý khách một loại nữa. Giới thiệu tiếp với quý khách một loại nữa, đó chính là Phú Tân. Thì cái hàng Phú Tân này của em Quỳnh bây giờ cao trung bình là khoảng từ 40 cho đến 50-60cm luôn. Đó, cây thì nó, cái cốt nó cũng cỡ như mấy ngón tay em. Hàng này cũng 3 mùa luôn ha. Rồi thì cây như thế này là 190 một cây. 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Cái hàng Phú Tân này nó đang rất là hút và hiếm luôn cả nhà. Bởi vì cái dòng này là nó thích hợp với mọi vùng miền và đặc biệt là khí hậu lạnh luôn. Bởi vì cái vỏ trấu của nó tương đối mỏng nên thành ra nó nở rất là đều. Đó thì đây là hàng Phú Tân nha, Phú Tân. Ngoài ra thì Quỳnh còn có rất là nhiều loại mai cúc nữa cả nhà ơi. Mai cúc ha. Rồi mai dảo. Đây quý khách. Ở phía trước em còn rất là nhiều loại nha. Em giới thiệu cái hàng đại lộc. Hàng siêu nụ đi cả nhà ơi. Siêu nụ, dảo siêu nụ trước. Thì dảo siêu nụ ha, trời ơi cái đế này cả nhà nó rất là quái nha. Hàng dảo siêu nụ này thì nó là phiên bản sao của Thủ Đức. Nó tương đối là nhặt lá, nhặt nụ. Nhặt lá, nhặt nụ ha. Rồi trung bình cao là khoảng từ 40 cho đến 55cm. Đây cả nhà, quấn đế là đủ kiểu luôn. Rồi cây như thế này, em thấy cái tàn nó cực kỳ tròn nha. Và cả nhà nhìn nè, cây nụ nó rất là đạt luôn. Phải nói cái lô này là em nói chỉ thấy nụ và nụ thôi cả nhà, nó chi chít rất là nhiều. Rồi một cây như thế này là 175.000 một cây. 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây thì em tặng cho khách một cây nha. Trời ơi nó đạt đến nỗi mà nó giống như có chuỗi luôn á cả nhà. Đó, siêu nụ nè, cực kỳ luôn. Rồi cái cốt á là nó liền cốt cho nó cũng cỡ mấy ngón tay em ha. Đó, nó liền cốt. Hàng này 3 mùa cả nhà ơi. Rồi siêu nụ. Hàng này siêu nụ, em có số lượng khoảng tầm gần 2.000 cây nha cả nhà. Rồi bên đây tiếp tục nè, bên đây Quỳnh có là Thủ Đức cả nhà ơi. Thủ Đức nhìn nó cứng khừ luôn, bự chảng luôn nè. Đó, cao trung bình khoảng 40 cho đến 55cm luôn. Hàng này cũng 3 mùa luôn ha. Hàng này mình để bàn là hết sảy luôn mọi người ơi. Mình để chân Tết ha.
không gian thích hợp với mọi không gian luôn. Và mọi người thấy nó tàn nó đều nè. Rồi đây nút nụ nha, hầu như là cái nào cũng có tạo nụ cho mình hết rồi. Có nghĩa là tạo nụ cho quý khách về đỡ xử lý nè. Đó, hàng này là em thấy là mọi người chơi Tết rất là ok ha. Một cây về là 175.000 một cây luôn. 4 cây thì em Huỳnh bao phí 10 em tặng một luôn. Rồi bên đây cả nhà ơi, bên đây Huỳnh có giảo nhung luôn. Hàng giảo nhung thì nó thật sự thì nó mắc gấp đôi mấy cái loại kia. Bởi vì quý khách biết sao không cả nhà? Bởi vì cái giảo nhung này hiện tại nó đang được là 2,5 mùa ha, đang nằm trong chậu C và đặc biệt là ôm nút nụ rồi. Hàng này là rất là hoa rất là đẹp, từ 8 cho đến 16 cánh. Nó là một trong những cái dòng giảo mà thơm, thơm lắm luôn cả nhà. Rồi cây 190 một cây, 4 cây em Huỳnh bao phí và 10 em tặng một luôn ha. Phải nói luôn cả nhà ơi, giảo nhung này là hiếm hiếm lắm, lâu lâu mới có được lô giảo nhung. Lô giảo nhung mà để mà già mùa mà bự như thế này thì ít cả nhà. Rồi em có một số loại em giới thiệu với cả nhà ha. Mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của Huỳnh.